Trải qua nhiều đời tổng thống nhất, thay đổi qua rất nhiều chiến thuật, tiêu tốn hàng nghìn tỷ đô la, được cho là cuộc chiến tranh đắt đỏ tốn kém nhất của Mỹ, nhiều trực thăng bị bắn hạ nhất. Và còn cả những điều ám ảnh in hằn trong tâm trí của những người ở lại, chính là những gì Mỹ đã mất và phải trả giá cho cuộc xâm lược Việt Nam trong quá khứ. Mỹ đã mất những gì trong chiến tranh Việt Nam? Cuộc chiến tranh tốn kém nhất của Mỹ. Cuộc chiến tranh đắt đỏ nhất của Mỹ. Chúng ta thường chỉ nhớ đến những gì trong quá khứ với Mỹ là chiến tranh, là sức tàn phá và sự hung ác nghiêm trọng mà Mỹ và các đồng minh đã làm với Việt Nam. Có thể sức tàn phá là không thể nào đếm xuể. Thế còn đối với Mỹ thì sao? Đối với Mỹ, cuộc chiến tranh tại Việt Nam đã thành một chương buồn trong lịch sử của Mỹ, làm Mỹ tiêu tốn hàng nghìn tỷ đô la và làm cho xã hội Mỹ bị xói mòn và chia rẽ nghiêm trọng trong suốt thế kỷ thứ 20. Vậy Mỹ rốt cục đã đốt bao nhiêu tiền trong chiến tranh Việt Nam? Tính theo giá trị USD của năm 2002, Mỹ đã tốn 676 tỷ USD cho cuộc chiến tranh ở Việt Nam, chưa tính đến các khoản chi tiêu gián tiếp khác. Mức hao tổn này được cho là cao hơn chiến phí của Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Tuy nhiên, sau một thống kê vào năm 2011 thì chính phủ Mỹ đã tiêu tốn 950 tỷ USD và nếu tính thêm cả chi phí hỗ trợ cho các cựu chiến binh sau cuộc chiến thì nước Mỹ đã tốn kém tới 1.200 đến 1.800 tỷ USD cho cuộc chiến tại Việt Nam. Các chuyên gia nhận định, nếu đem so sánh độ tốn kém của chiến tranh Việt Nam với các chương trình có tính chất tiêu biểu mà chính phủ nước Mỹ đã thực hiện, thì Việt Nam vẫn nổi lên một lần nữa như là một trong những cuộc chiến đắt tiền nhất trong lịch sử nước Mỹ. Chẳng hạn như khoản phí làm hệ thống đường xá giữa các bang của Mỹ chỉ tiêu tốn 53 tỷ USD vào năm 1972. Chương trình vũ trụ đưa người lên mặt trăng của Mỹ cũng chỉ tốn 25 tỷ USD. Chưa hết đâu, nhằm đáp ứng yêu cầu của các nỗ lực chiến tranh, các nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng của Mỹ lúc bấy giờ cũng được chuyển đổi để sản xuất thiết bị quân sự, gây ra sự thụt giảm hàng hóa, làm tổn thương nền kinh tế nghiêm trọng. Tốn kém như vậy nên Mỹ phải liên tục in tiền để chi trả cho các chi phí chiến tranh, khiến USD thời đó mất giá trầm trọng. Và từ những điều đó khiến cho nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái nặng nề trong khoảng một thập niên. Rõ ràng, không chỉ khiến Mỹ bỏ chạy mà Việt Nam chúng ta còn một lần nữa khẳng định nước lớn cũng chưa chắc ăn hiếp được nước bé. Và không chỉ là cuộc chiến đắt đỏ nhất của Mỹ, chiến tranh Việt Nam còn khiến Mỹ tổn thất một số lượng nhân mạng khổng lồ và hơn hết là những điều ám ảnh tồi tệ mà những người lính sống sót phải gánh chịu sau này. Tổn thất nhân mạng nhiều vô kể. Giàu có, chi nhiều tiền của, trang bị những vũ khí tối tân nhất thời bấy giờ. Thế nhưng tổn thất nhân mạng của Mỹ cũng nhiều vô kể. Một con số tương đối nhưng cũng thể hiện sự thất bại của một đế quốc khi đối đầu với Việt Nam nhỏ bé như chúng ta. Theo một thống kê chung thì có 58.220 lính Mỹ đã chết và 305.000 thương tật. Trong đó, 153.303 bị tàn phế nặng và 23.114 bị tàn phế hoàn toàn. Ngoài số thương tích về thể xác, khoảng 700 lính Mỹ trong số 2,7 triệu lính từng tham chiến tại Việt Nam bị mắc các chứng rối loạn tâm thần, được gọi là hội chứng Việt Nam. Thêm vào đó là khoảng 10% số lính Mỹ khi trở về nước đã nghiện ma túy trong những ngày ở Việt Nam. Và khoảng 70.000 tới 300.000 cựu binh Mỹ đã tự kết liễu mình sau khi trở về quê hương. Không chỉ riêng người dân Việt Nam, hàng trăm ngàn quân dân và cố vấn Mỹ cũng đã bị ung thư hoặc sinh con bị dị tật do đã tiếp xúc với chất độc màu da cam. Và chính bởi sau thất bại ở Việt Nam với con số và hậu quả về nhân mạng như vậy mà rất nhiều quan chức, cố vấn cấp cao đã phải thẳng thừng thừa nhận rằng chưa bao giờ trong lịch sử nước Mỹ có nhiều nguồn lực như vậy đã bị sử dụng một cách kém hiệu quả như trong chiến tranh ở Việt Nam. Rõ ràng thì ai cũng có thể thấy, Mỹ và Việt Nam trong quá khứ là cuộc đối chọi giữa một siêu cường hạt nhân với lực lượng vũ trang trên 1 triệu và dân số là 180 triệu, cùng một Việt Nam nhỏ bé với đội quân chỉ 250.000 người và số dân chỉ có 16 triệu. Không ai mong muốn chiến tranh cả, chúng ta cũng không hề khơi mào cho nó. Thế nhưng, những gì lịch sử ông cha ta làm được quả thật đáng tự hào các bạn ạ. Và với những người lính Mỹ còn sống sót ở lại, những hậu quả chiến tranh chắc chắn còn in hằn trong tâm trí của họ. Và tiếp theo, một trong những khía cạnh cũng rất đáng xấu hổ của Mỹ trong chiến tranh tại Việt Nam. Nhiều trực thăng bị bắn hạ nhất. Có một điều mà không chỉ Mỹ mà rất nhiều quốc gia nào khi biết đến chiến tranh Việt Nam cũng khó lòng tin nổi, rằng Mỹ, một nơi hàng đầu về các loại vũ khí hiện đại như vậy, ai cũng nghĩ Mỹ dễ dàng xơi tái Việt Nam chỉ trong vòng một nốt nhạc. Còn Việt Nam chúng ta, vừa nhỏ bé và dù rằng cũng được các nước bạn như là Liên Xô, Cuba hỗ trợ rất nhiều, nhưng dù có như thế nào đi chăng nữa thì so làm sao được với Mỹ đúng không? Thấp bé nhẹ cân đủ khía cạnh, nhưng Việt Nam đã khiến Mỹ điêu đứng khi tiêu tốn hàng chục nghìn trực thăng nhưng vẫn phải nhận lấy thất bại. Một loại phương tiện rất được Mỹ và các chư hầu ưa chuộng trong chiến tranh Việt Nam đó chính là máy bay trực thăng.
Cụ thể thì quân đội Mỹ đã mang tới chiến trường Việt Nam tổng cộng 7.013 máy bay trực thăng các loại, trong đó nhiều nhất bao gồm những chiếc UH-1H với số lượng lên tới 3.375 chiếc. UH-1H là trực thăng nòng cốt của các chiến lược của Mỹ và quan trọng nhất là chiến lược trực thăng vận, sử dụng trực thăng làm phương tiện chuyên chở binh lính tới chiến trường. Và trong tổng cộng 3.375 chiếc UH-1H được điều tới Việt Nam thì có tới 1.285 chiếc đã bị bắn hạ. Trong đó các phi công lái UH-1H có tới 457 người thiệt mạng. Ngoài ra còn có 487 người khác bị thiệt mạng khi đang được vận chuyển trên những chiếc trực thăng loại này. Dĩ nhiên, với một nước thô sơ và yếu nhân lực như Việt Nam thời bấy giờ, thời gian đầu khi chiến thuật trực thăng vận ra đời, nó đã gây ra một số khó khăn, tổn thất cho quân giải phóng. Thế nhưng rất nhanh chóng, những người lính chân trần trí thép đã sáng tạo ra nhiều cách đánh khiến cho chiến thuật trực thăng vận của Mỹ gặp phải thất bại cay đắng. Sau UH-1H, loại máy bay phục vụ nhiều thứ hai trên chiến trường Việt Nam là những chiếc UH-1D. Đây là loại trực thăng quân sự đa năng, nổi tiếng vì thường được sử dụng nhiều trong chiến tranh Việt Nam. Tổng cộng đã có 1.926 chiếc UH-1D được điều tới Việt Nam, trong đó có tới 1.028 chiếc bị bắn hạ, chiếm hơn 50%. 224 phi công bị thiệt mạng trên chiếc máy bay này và 247 hành khách tử vong khi đang được di chuyển bằng loại phương tiện này. Trên thực tế thì số lượng các máy bay trực thăng của Mỹ bị bắn rơi trên chiến trường Việt Nam có thể còn cao hơn rất nhiều so với thực tế được Mỹ công bố. Do nhiều chiếc trực thăng bị hư hỏng nặng, không thể sửa chữa được, đều không được tính là bị phá hủy mà chỉ được coi là hư hỏng. Và dù sau đó những chiếc này được giã sắt vụn thì Mỹ cũng không coi đây là những chiếc trực thăng đã bị phá hủy. Và dù trực thăng được cho là những loại phương tiện cực kỳ dễ bắn hạ chỉ bởi các loại vũ khí bộ binh thông thường thì cũng không thể phủ nhận được ý chí kiên cường và sự nỗ lực của quân dân ta, đúng không nào các bạn? Kỷ lục về thời gian tham chiến của lính Mỹ. So với việc tham chiến trên chiến trường Việt Nam thì lính Mỹ từng tham gia chiến tranh thế giới thứ hai chỉ giống như một cuộc đi dạo. Và nếu tính tổng thời gian tham chiến của một lính Mỹ trên chiến trường Việt Nam so với tổng thời gian tham chiến của binh lính Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ hai thì sự chênh lệch sẽ khiến người ta phải giật mình. Theo báo cáo của giới quân sự Mỹ, trên chiến trường Việt Nam, trung bình mỗi người lính Mỹ phải tham chiến khoảng 240 ngày trên một năm. Trong khi đó, ở chiến tranh thế giới thứ hai, mỗi binh lính Mỹ chỉ tham chiến trung bình khoảng 40 ngày mỗi năm, thấp hơn tới 6 lần. Chiến trường Việt Nam cũng là nơi vất vả nhất đối với lực lượng không quân Mỹ khi họ phải tham chiến với số lượng giờ bay kỷ lục. Tổng cộng trong cuộc chiến tại Việt Nam, không quân Mỹ đã phải thực hiện hơn 7,5 triệu giờ bay. Và đây là tổng giờ bay của tất cả mọi lực lượng không quân hải quân và thủy quân lục chiến Mỹ. Và tính tới thời điểm hiện tại thì chưa có một cuộc chiến nào mà Mỹ tham gia vượt được kỷ lục này về mặt thời gian. Tóm lại thì so với chiến tranh thế giới thứ hai, từ tiền bạc, trực thăng, nhân lực và cả thời gian, quả thực có quá nhiều kỷ lục đáng buồn. Cũng bởi vậy mà Tổng thống Mỹ Kennedy đã từng có ý định dừng việc can thiệp quân sự khỏi Việt Nam. Chỉ có điều, họ không biết thực hiện việc đó bằng cách nào. Việt Nam cũng là nơi quân đội Mỹ nhận được nhiều bài học đắt giá về mặt chiến thuật, chiến lược sử dụng quân và đặc biệt là những bài học tới tận giờ Mỹ vẫn không thể nào giải nổi. Ví dụ như cách khắc chế lại lối đánh du kích của Việt Nam, những chiến thuật ẩn thân dưới bụi cây, những bụi cây biết nói, vân vân và mây mây. Cuộc chiến trải qua nhiều đời tổng thống nhất. Đối với Mỹ, cuộc chiến tranh tại Việt Nam đã thành một chương buồn trong lịch sử của họ. Tất cả mọi mặt, họ đều có quá nhiều kỷ lục đáng xấu hổ so với một quốc gia bé nhỏ như Việt Nam. Trải qua 5 đời tổng thống Mỹ, kéo dài 222 tháng và 4 lần thay đổi chiến lược chiến tranh, song vẫn không cứu vãn được thất bại. Ngoài ra thì trong chiến tranh Việt Nam, Mỹ đã phải thay 8 lần đại sứ toàn quyền, 4 lần thay tổng tư lệnh quân Viễn Chinh ở Việt Nam. Về lực lượng, Mỹ đã huy động 6,6 triệu lượt lính Mỹ tham chiến ở Việt Nam. Quân Mỹ lúc cao nhất là 549.500 tên và 72.600 quân chư hầu, bao gồm 70% lục quân, 60% không quân, 40% hải quân và 22.000 xí nghiệp để phục vụ chiến tranh. Các bạn thân mến, có thể nói chiến tranh tại Việt Nam là một trong những cuộc chiến kéo dài và tốn kém nhất mà Mỹ tham gia, đồng thời họ cũng phải chịu hậu quả vô cùng nặng nề. Và video ngày hôm nay cũng đã đến hồi kết rồi. Nếu các bạn yêu thích chủ đề ngày hôm nay thì đừng quên ủng hộ Top 1 chúng mình bằng cách like, share video, sau đó đăng ký kênh Top 1 Khám Phá và nhấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ, hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!